Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cách làm mối ớt chấm trái cây rất ngon và dễ làm. Đặc biệt, nguyên liệu từ rau củ rất thích hợp cho những người ăn chay thường. Nguyên liệu chính mình dùng là muối và ớt. Muối, mình dùng muối hột vị sẽ ngon hơn. Ớt 5 trái và còn thêm một số nguyên liệu phụ để muối thêm đậm đà như 50g cà rốt, 20g nấm rơm và một củ tỏi. Và ngoài ra còn thêm một số gia vị như 1 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê hạt nêm và 3 thìa cà phê bột ngọt. Nấm rơm ta ngâm với nước muối khoảng 10 phút để làm sạch. Tiếp theo, ta cắt và băm nhỏ hỗn hợp gồm ớt, tỏi, nấm rơm và cà rốt. Ớt chúng ta tách vỏ và loại bỏ phần hạt, vì hạt ớt khi chúng ta ăn vào sẽ không được nghiền nát, cơ thể không tiêu hóa được, dễ gây ra các tình trạng như đau dạ dày, khó tiêu gây chướng bụng. Củ tỏi chúng ta cắt bỏ phần gốc, đập dập và loại bỏ phần vỏ. Sau đó chúng ta băm nhỏ phần tỏi và phần ớt với nhau. Tương tự cà rốt và nấm rơm chúng ta cũng cắt nhỏ và băm nhuyễn ra. Sau đó chúng ta bỏ hỗn hợp vừa mới băm nhỏ cùng với ớt hột và gia vị chuẩn bị ban đầu vào cuốn xay. Không cần phải xay nhuyễn hỗn hợp, chỉ cần xay sơ qua để khi rang lên sẽ không bị bánh cục. Hỗn hợp sau khi xay xong, chúng ta cho vào chảo và rang lên với lửa nhỏ, rang từ 30 đến 40 phút. Muối thích hợp cho người ăn chay và vị rất ngọt ngào đậm đà của cà rốt và nấm rơm. Đường giúp giảm đi vị mặn của muối. Các bạn nhớ đảo đều tay liên tục vì đường dễ bị cháy. Trên kênh Vị Tắm của mình, ngoài món muối chay, mình còn có rất nhiều các món chay khác. Để tiện theo dõi các video tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để cùng mình làm các món chay nhé. Trở lại với phần muối, các bạn nên rang thật khô, rang khô. Nếu có những hạt bị quánh cục thì mình sẽ dùng cối gia nhiễm. Sau đó rang sơ lại khoảng 5 phút để muối được khô đều để được bảo quản lâu hơn. Thật tuyệt nếu dùng trái cây chấm với muối ớt chay do chính tay mình làm, đúng không các bạn? Các bạn đăng ký kênh Vị Tâm để theo dõi các món chay tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.